nha, hôm nay mình sẽ chặt dưa cho em luôn. Hôm nay em có ở nhà. Em luôn là quá ngồi im cho mày chặt dưa kìa. Đúng không ngoan nha. Mẹ chặt đồ chặt dưa nha. Im nghe, luôn ngồi im mẹ chặt dưa nha. Luôn ngồi ngoan nha. Mẹ chặt dưa cho con. Làm được rồi nè, mày làm vừa được rồi nè, à, cái nhà này được rồi nè, rồi mày sẽ chị ở đây nha, rồi lên mẹ chị vào bên cho con uống nha. Lên 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 mẹ thương. Đấy đấy đấy, mẹ cho đấy, thích quả mà, đó. Anh này bú đi chứ. Nàng ạ nha. Bú mình nhỏ nên không cầm được. Giờ mẹ chị ở đây cho mẹ nha. Đây hai mẹ con mình uống nha. Đó, của mẹ nhiều chứ. Nha, mẹ thương như vậy nha. Ngon quá. Đứa mẹ cũng ngon quá. Cũng kinh thiệt đâu cả nhà, giỏi chứ. Em luôn em rất là giỏi, rất ngon như cả nhà. Ngoan này nha, uống lên hết cho cả nhà này. À, con uống dơ con uống hết được rồi nha mẹ. Mẹ lấy cái này cho con ăn nha. Mẹ lấy cơm ăn nha. Nè. Cho con này, cho cơm nè. Ngon nha cả nhà. Rất ngoan cả nhà nè. Cơm ăn cơm mỏng á cả nhà nè. Cơm rất mềm á. Dưa nè, dưa cơm miên này cả nhà này. Rất là ngon. Em Lu rất thích luôn. Em Lu no rồi cả nhà. Uống bên nó bây giờ không thể phải ăn nữa đó. Giờ hai mẹ con mình xuống phòng chơi nha. Giờ hai mẹ con mình xuống phòng chơi. Rồi tắt. Ngon quá. Giờ hai mẹ con mình xuống phòng chơi. Rồi, xuống phòng chơi nha. Ngon quá. Đấy, hai mẹ con mình nằm nhé. Thank you.
Okay, man.